Quý vị các bạn thân mến, đây là vào lúc 9 giờ buổi nắng sáng thì Thao chim cu gáy ra phơi phơi chim cu. Đó. Đó. Em thấy là những chú chim non này thì cũng khá là thuần và đẹp. Đó, đây là những chú chim giống chim giọng thổ mà to chim. Đó. Đó, chỗ này là ba đôi. Mình đánh dấu mực ở dưới chân của nó, đôi nào vào đôi đấy. Đó. Quý vị và các bạn hãy lưu cái số điện thoại này vào nếu như quý vị còn đam mê nuôi chim cu gáy và thuần hóa ngay từ nhỏ. Quý vị các bạn có thể tư vấn hoặc là đặt mua những đôi chim chuẩn của vườn chim cu gáy miền Bắc thuộc xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Cái số điện thoại trực tiếp gặp anh Thao để tư vấn cũng như là được mua những đôi chim đúng theo cái thương hiệu là chim cu gáy Bắc Bộ. Là số điện thoại là 0163 530 9982. Các bạn hãy gọi cho mình trong ngày trừ vào cái giờ nghỉ trưa và cái lúc từ 5 giờ đến 7 giờ tối là cái giờ thể thao. Quý vị các bạn yên tâm là những chú chim này thì là sinh sản theo cặp theo đôi của nó. Và mình khẳng định một điều là một trống một mái và bố mẹ là giọng thổ. Mình sẽ xây dựng lên một cái niềm đam mê cũng như là một cái thương hiệu để cho anh em cùng chơi. Cái niềm đam mê này thì nó mãi mãi thôi. Các bạn thân mến thì với những cái clip mình đã đăng qua thì mình vẫn thường lưu ý với các bạn là chim non khi các bạn nuôi từ nhỏ thì các bạn sẽ đón nhận được cái độ thuần rất là cao đó. Đây là cái cách mà mình vẫn huấn luyện cho con chim của mình là há mồm. Đó, nếu như các bạn đưa tay vào mà con chim nó há mồm như thế này, đấy là các bạn biết cách bón chim non. Bởi vì nguyên lý của nó là nó giúp miệng vào miệng của con chim mẹ và nó lúc thức ăn ở trong con chim mẹ ở ra. Như một số anh em bón là gặp phải những cái vấn đề là mình cứ vành mồm nó ra mà mình phịt nó vào thì có thể là nó sẽ bị đó. Các bạn nhìn này, các bạn nên nhớ là các bạn huấn luyện để những con chim này nó biết há mồm. Và các bạn nên nhớ là để nó đói và bắt đầu là một con nó tớp tớp nó nào những con kia nó sẽ học theo, con em sẽ học theo con chị. Khi các bạn nuôi chim mà nó phải trơn bóng tơi nhanh nhẹn lay láy như thế này, các bạn đấy là các bạn nuôi chim. Còn các bạn nuôi chim mà nó cứ dù mà lông nó dựng đứng lên hoặc là nó lạnh nó thở dốc đấy, nó bị viêm phế quản hoặc là nó bị tổn thương diều, nó có thể bị lôn ra hoặc là đấy, thì các bạn nên nhớ là những chú chim này là những chú chim rất là thuần chủng ngay từ bé. Thì có cái bác nhà báo ở Hà Nội đã mua những cái chú chim mà mình bón như này đến lúc biết mổ,
mình chuyển cho bác ý, nhưng bây giờ bác cầm nắm thóc ở trên tay, và mặc dù hai chú chim lên cườm nhưng vẫn đến để ăn như những con ngan con rất là đáng yêu. Nếu các bạn để ý trên kênh mạng của mình là vậy, thì cũng như bao nhiêu cái nguyện vọng của nhiều người, đó là cái niềm đam mê, đó là những cái thú vui đó. Thì các bạn thấy là mình cũng không hề có cái tính chất là chỉ bảo hay là những cái gì đấy, mà đây là tinh thần là thể hiện cùng đam mê và giao lưu mọi người. Thì những chú chim của mình thì là những chú chim được sinh đẻ ra từ vườn chim, từ trang trại chim, với một cái dàn bố mẹ đã được tuyển chọn sàng lọc. Thì các bạn có thể thấy là trên kênh của mình có đăng những cái clip mà những khách hàng đã nuôi khi lấy giống chim của mình đã to, đã gáy hay và đã sinh sản đó. Thì các bạn cũng thấy là đó là một cả một quá trình để gây dựng một cái thương hiệu, để hòa cùng mọi người cùng đam mê cái niềm đam mê chim cu. Và đây là cái thú vui của rất nhiều người chứ không phải là riêng mình tôi đó. Đấy, các bạn thấy là những chú chim này rất là đẹp. Đấy. Đó, chúng rất là hiên ngang. Đó, mình thực hiện cái clip này là mong là các bạn qua cái thực tế. Đó. Đấy là những con chim bố mẹ nó đang gáy. Đó. Và đây là những chú chim mình đã ok được một chút rồi, chúng đã lông lá đã ok hết. Rồi. Quý vị các bạn thấy là đây là cái cám mà mình bón cho chim, với những cái men tiêu hóa rồi những cái khoáng vi lượng rồi cái tỷ lệ cám mình bón cho chim đó. Các bạn nên cho ăn đến đâu thì hòa ngâm trước đó 10 phút và ngâm thật loãng như cháo loãng, thì con chim nó sẽ không bao giờ phải uống nước. Các bạn bơm như kiểu cháo loãng thôi, không phải uống nước. Và một trong những cái yếu tố là các bạn không nên để gần bóng điện quá, nó sẽ bị hanh khô. Bạn cảm thấy là khi các bạn sờ vào những chú chim như thế này, các bạn sờ vào những chú chim như này, đây là những chú chim mà mình có thể là bỏ đây đó. Đây là những chú chim mà mình đã bón liên tục đó. Mình có thể là bỏ ra đây cho nó vận động xương cốt và nó phơi nắng. Cái giờ này là giờ mà tận dụng chúng ta để cho con chim nó kiểm tra xem con chim nào là con chim nào nó bị tật, hay là con chim nào nó yếu, hay là con chim nào nó con chim nào nó đói, hay là con chim nào nó gầy. Chúng ta phải bắt ra bắt vào để chúng ta kiểm chứng cái chất lượng đó. Các bạn thấy là gì? Đấy, đúng không? Đó, tôi để ra đây. Các bạn nên nhớ là tôi để như này, nhưng mà thực ra là đối với tôi là tôi đã có đánh dấu hết rồi, không thể lẫn được. Đó. 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 Các bạn thấy là những chú chim này thì đang được tắm nắng. Đây, nếu mà các bạn bắt chim ra bón thì các bạn bắt đúng cái tầm như thế này để các bạn bón. Đó. Khi các bạn bón được khoảng một vài ngày thì nó sẽ lên được như thế này. Đó, sau đó tiếp theo là nó lên như này. Đó. Đó. Và tiếp theo đó nó sẽ lên như thế này. Đó. Thì các bạn thân mến, là cái kênh chim cu gáy hay của mình tên là Vũ Văn Thao. Mình xây dựng lên cái diễn đàn là chim cu gáy hay, thể hiện ở trên YouTube và thể hiện ở trên Facebook. Cũng như cái số điện thoại 0163 5305982 để chụp những cái bức hình trực tiếp, gọi video trực tiếp qua Zalo
Khi các bạn muốn đặt những chú chim theo cái tiêu chuẩn của các bạn thì bên mình sẽ quay trực tiếp, gọi trực tiếp. Thì đó là cái mà mình muốn, là tại vì sao, tại vì trên cái cơ sở của mình thì những cái lượng chim và những cái mô hình nuôi chim đó, đó là những cái mà mình khẳng định là mình là cây nhà lá vườn, mình không gì cả, mình sẽ phục vụ cái con giống để cho anh em cùng chơi đó. Các bạn nên nhớ là nếu như các bạn để nó bé thì các bạn tối các bạn phải sưởi. Như tối hôm qua là 10 giờ đêm là mình phải mua cái bóng úm gà khoảng 40.000, nó rơi vào cái bóng điện đấy. Khi các bạn bỏ ra mà nó tum tụm này là nó lạnh, nó đang thiếu nhiệt. Đó. Thì cái đấy là cũng không sao, vì các bạn là nên chủ động là cho nó sưởi. Đấy, thì những cái lượng khách hàng mà đã mua những cái chú chim nó như thế này. Như thế này. Đó. Nó như những cái mua những cái chú chim như thế này của mình là rất nhiều. Họ bây giờ mình thường mình sẽ gửi theo kèm theo cả những cái bộ bón như thế này. Đó. Thường thì mình cũng sẽ tặng cái bộ bón như này và mình sẽ gửi cho một ít cám và mình sẽ hướng dẫn cái kỹ thuật cũng như là cái cách và cái kinh nghiệm để các bạn nuôi. Thường những con như thế này thì các bạn nuôi khoảng 10 ngày nữa là nó biết ăn. Và những con như này thì các bạn nuôi khoảng 5 ngày nữa là nó sẽ biết ăn. Và khi nó biết ăn rồi thì nó sẽ được thuần hóa từ nhỏ. Đó. Đấy, như con này là các bạn thấy là mình bón là nó cũng hơi quá tay, nó hơi căng diều. Thì đấy là lần sau mình rút kinh nghiệm. Vì lúc bé là diều nó rất mỏng. Các bạn nên nhớ là lúc bé là diều nó rất mỏng. Đó. Con này bé này nó mình cho nó vào đây. Đó. Các bạn thấy là cái này là mình nót rơm. Đấy, mỗi 1-2 ngày mà nó ấy thì mình phải thay rơm cho nó. Thay cái nót đó. 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 Các bạn thấy là đây là những chú chim rất là ok, rất là đẹp. Đó. Các bạn thấy là đó là những cái chú chim đang khỏe mạnh. Và thường là mình sẽ gửi cho các bạn đúng cái tầm như thế này hoặc là nhảy hơn một chút. Đó. Quý vị các bạn có thể vào cái địa chỉ đến tận nhà. Đó. Nhà mình thì thuộc địa chỉ là cổng trại Đà Điểu, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Đó là những chú chim giống đó. Các bạn nên nuôi non từ nhỏ hoặc là các bạn nên nuôi như này nó sẽ lên chim khách rất là ok. Đó. Cái lượng chim chim khách mà thuần đó. Các bạn thấy là mình xin nhắc lại là số điện thoại để các bạn liên hệ trực tiếp cho mình. Nếu các bạn gọi một lần, hai lần, có thể là số điện thoại của mình cũng rất là nhiều cái việc xử lý. Các bạn nên gọi lại cho mình. Thực ra cái số này lúc nào mình cũng online.
quý vị và các bạn trong quá trình các bạn nuôi bón hoặc là trong quá trình nuôi chim, huấn luyện chim và cách thuần hóa chim cũng như là nuôi chim non và đào tạo chim khách ấy, quý vị có cái gì bỡ ngỡ không hiểu, quý vị có thể điện cho tôi có thể là tư vấn. Dù nhiều dù ít thì tôi cũng đã là đầu tư tất cả những cái kinh nghiệm và cái thời gian và những cái trải nghiệm thực tế ở cái vườn chim của tôi, thì tôi sẽ chia sẻ phần nào cho các bạn. Tôi không hề nề hà cái gì việc đấy cả. Tôi rất quý những cái bạn yêu thích những cái niềm vui giống như tôi này. Quý vị các bạn có thời gian các bạn có thể vào cái kênh trên YouTube của tôi. Tôi có đăng tất cả những cái phạm trù và những cái chủ đề cũng như những cái lưu ý, những cái lưu ý rút kinh nghiệm và những cái niềm vui, những cái khoảnh khắc, những cái hình ảnh về cái con chim cu gáy. Đó, duy nhất trong nhà tôi cũng chỉ nuôi một cái loài chim cu gáy, một cái loài chim mà là nó đi vào cái hình ảnh của sự yên bình, thái bình của người dân Việt Nam trên những cái lũy tre vào lúc 10 giờ chiều, tiếng chim cu gáy và người dân đi làm về. Đó là những cái ký ức mà tôi lớn lên để đi chăn trâu chăn bò, tôi thấy từ đó là đi tôi có một cái đam mê và có cái duyên với con chim, thì tôi phát triển. Hiện giờ cái trang trại của tôi cũng tạm có thể nói là khu vực miền Bắc này là tôi cũng nuôi với số lượng rất là ok rồi, và tôi cũng cung ứng ra thị trường từ miền Tây, từ bến xe miền Tây, bến xe miền Đông, ga Sài Gòn, rồi khu vực miền Trung là Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, thì tôi cũng đã giao lưu rất là nhiều. Đặc biệt là các bạn ở khu vực miền Bắc thì là cùng với tôi cũng ở miền Bắc. Tôi giao lưu Hà Giang, Bắc Giang, rồi Quảng Ninh, Hải Phòng. Anh em Quảng Ninh, Hải Phòng thì rất là tin dùng chim của tôi. Anh em Hải Phòng rất là ok. Đó. Anh em, một số anh em nữa, kể cả Nga Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hóa. Đó. Các bạn Hải Dương, rồi các bạn ở Hà Nội, quanh khu vực Hà Nội, Mỹ Đình thì mình giao hàng rất là tiện. Bởi vì tại Mỹ Đình mình có cái bộ phận tiếp nhận, bộ phận văn phòng nó, họ sẽ trung chuyển, họ sẽ chuyển đi xa gần. Đó là các bạn thân mến là như vậy. Thì cuối cùng cái clip này mình cũng không có cái tính chất là như thế nào đấy, để một số anh em là comment. Mình chỉ muốn chia sẻ với các bạn là các bạn nên nuôi cho mình một chú chim non. Đó, các bạn nuôi tập như này. Nên nuôi cho mình một chú chim non. Và những chú chim non này nó sẽ mang lại niềm vui cho các bạn. Các bạn úp chim rừng về thì nó cũng có cái hay của nó, nhưng mà mình là chủ đề của mình là nuôi động vật cưng, thú cưng trong nhà. Các bạn nên nuôi những chú chim nó non như này đó. Các bạn nên nhớ là cái lồng này là mình mua là cái lồng người ta nuôi chó cảnh, thì mục đích là mình làm này để phân nó nọt xuống dưới đấy, nó không bị bết. Thứ hai là cái khay này là khay này để hướng phân đấy. Thứ ba là mình có tí rơm rác này, chim nó sẽ đậu, con nào nó cứng cáp hơn thì đậu lên trên đó. Quý vị các bạn sẽ đăng ký kênh của mình và sẽ gọi điện đặt hàng từ những con chim bố mẹ sinh sản, từ những cái con chim bố mẹ sinh sản, giá bố mẹ chim sinh sản nó dao động khoảng trên dưới 2 triệu, những con chim non thì trên dưới 500-600, và những con chim khách thì cũng trên dưới 1 triệu. Tất nhiên các bạn sẽ gọi điện trực tiếp cho mình, các bạn nhu cầu của các bạn như nào thì các bạn sẽ alo cho mình thì mình sẽ báo giá cụ thể hơn, nói như thế để các bạn tham khảo. Đó, thì các bạn nên nhớ là bên mình là có một số những cái dòng chim non này là phổ biến nhất, thế mạnh của mình là chim sinh sản, nó ra những chú chim non rất là ok cho các bạn để các bạn nuôi từ nhỏ, hoặc là nếu các bạn không có thời gian nuôi thì tôi có thể nuôi như thế này, đến lúc biết mổ tôi sẽ chuyển cho các bạn. Đó là như vậy. Một trong những cái thế mạnh ở đây là tôi có mấy đứa cháu, nó cái thời nghỉ hè là tôi cứ đưa chúng nó mấy đứa nó nuôi hộ, nếu mà nó nuôi thì mình cứ đến lúc nó biết ăn rồi, thuần hóa rồi, nên cườm rồi thì mình giả tiền cho các cháu, gọi là một chút công của các cháu. Nhưng mà ưu điểm là chúng nó có thời gian, chúng nó vuốt ve, chúng nó huấn luyện rất là thuần. Mình chơi mình để lại cho anh em thì anh em cũng rất là nhớ đến mình. Các cháu thì những cái dịp nghỉ hè hoặc là những cái dịp rỗi, các cháu mỗi cháu giao cho khoảng 6 con các cháu nuôi, từ lúc nó còn đỏ hỏn như thế này đến lúc nó biết mổ được là mình lấy lại chim về và mình hậu tạ cho các cháu một chút. Đấy là kinh nghiệm như vậy.
Thì cuối video mình xin giới thiệu là bên mình thì có một chút là chim non, chim bố mẹ, chim chim nó mưa đầu, chim chim đốm trắng ở đầu và chim chim hồng, đặc biệt là chim cu khách giống mã ngỗng phấn hồng, đầu xanh đuôi xám, và cái kích thước chim thì cũng khá là to, nên mọi người đánh giá là như vậy. Và cái giọng chim thì ok, là thổ rồi, thổ pha hoặc là thổ rồi còi, các bạn thấy là mình có thể là đó là những chú chim giống của mình, điển hình nó như này đó, các bạn thấy là mình cũng không ấy gì cả đó, các bạn thấy là những chú chim này là như vậy đó, đó những chú chim của mình này đó, nó cũng khá là ưa nhìn chứ không phải không đó, đây là chú chim đó, thì các bạn thấy là giống chim nó là như vậy, giọng ok rồi, đầu xanh đuôi xám, kích thước thì cũng khá là chắc chắn, ưa nhìn. Để cuối video mình xin chúc sức khỏe các bác cao tuổi và các bác trung niên, cũng như các anh em và các cháu thiếu niên nhi đồng còn đang nuôi những chú chim cu gáy, thì chúng ta hãy xây dựng nên một diễn đàn, một cái sân chơi thật là bổ ích. Xin hẹn gặp lại các bạn video sau. Hãy nhớ liên hệ số tổng đài về chim cu gáy là 0163530952. Thân ái chào tạm biệt các bạn. Đó, đây là khoảnh khắc nó tắm nắng buổi sáng, các bạn làm lồng nên có nắng hắt ngang vào như này. Ok, cảm ơn các bạn.